Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh thấy có một xe 16 chỗ của chú anh chị ơi, đến viếng mộ cậu Năm nào của chú anh chị, khá là đông luôn. Anh chị ơi, bên trong có dù anh chị, bên trong có dù anh, bên trong mình vô trong có dù á, rất là nóng luôn. Có dù thì chạy vô trong lấy dù chạy. Dạ. Trời nóng ghê luôn mà bà con vẫn đến đây quý mộ chú này ha quý chú chị. Trời ơi, sao em nói chuyện nhỏ xíu rồi em. Vừa kính thưa cô bác quý chú anh chị lại cái chuyện tiên. Hiện tiện nói chuyện nhỏ xíu rồi quý chú anh chị. Sao em nói chuyện nhỏ xíu rồi sao bà con nghe. Dạ con chào chú. Không. Chú xe của mình đồn mình đến từ đâu hả chú? Bình Dương. Bình Dương ha. Dạ. Dạ. Bữa nay mình đi đâu mình ghé đây hay sao chú? Núi Cậu. Dạ quá quý. Núi Cậu là đường lên Tây Ninh đó, đúng không chú? Dạ Dầu Tiếng. Con có ghé núi đó quay một lần rồi đó. Núi đó nghe ngày xưa nghe nói linh lắm á. Dạ. Chùa Bà Sáu. Ở. Dạ. Thầy Sáu. Thầy Sáu ha. Dạ. Chú vô bên trong có dù kìa chú. Mình bà con vô trong uống trà đào ha. Số uống trà đào, số bà con này này con che ké chú à. Nó con che ông cái trời cảm động quá cái hết mát liền ha. Mình quê ở Bình Dương này luôn hay sao chú? Dạ. Bà con mình đi chuyến này là chuyến gì là điểm này là điểm chót ha chú. Là mình về Bình Dương luôn ha. Dạ. Nãy chú đến sớm tiếng máy trước là chị Hồng Loan mới vừa lên đây. Hồng Loan à? Dạ Hồng Loan. Dạ. Rồi gọi làm cái chụp cái hết hồn anh. Đó có dù đó anh Ngọc anh đưa dù ha. Đó. Đó quý chú anh chị. Anh ấy đang ấy dù ha. Ké luôn ha, ké em luôn hả? Đó mấy chị thì ké là đi theo em nha. Đó, đó là có nước trà đào, uống vô một ly trà đào là khỏe khoắn trong người. Mãi vô mà giờ mãi vô trà đào 5.000 một ly. À, nó giỡn nha chị, miễn phí nha. Uống vô một ly thì đòi thì muốn uống thêm một ly nữa. Mãi vô bà con ơi. Đó. À. Mình ở Bình Dương ha các chị. Ở Bình Dương á. Gần đâu cũng cường á. Đây nè. Ở đây ai cũng chị, để em nói đúng ha.
đây là mẹ chị nè, đây là chị hai nè, chị ba nè, ủa chị bơi chị hai nè, chị ba nè, chị tư nè, chị út nè, đúng không? Ai út? Út đây nè. Dạ. Ở đây chắc là bốn chị em đúng không cô? Là lần đây là mướn xe đi vậy. Đây là không phải mướn rồi nha, mà như vậy là mời mời cậu lắm cho lên. Ôi ơi, có sốt. Đi về đường cộng cộ mà bắt đầu chuyện đâu bắt đầu. Biết. Vậy là này gì gia đình mình không hả cô? Gia đình hả? Nhìn là biết chị em rồi. Con em. Ừ. Vậy là trong nhà hết. Ở lần lên là mướn. Chào cả nhà. Đó. Bảy chỗ. Dạ. Nay mướn có xe 16 chỗ. Dạ. À. Dạ. 16 chỗ mà mình. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô với mấy chị nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Cho mượn xe quạt cho đẹp quá. Không ai mượn con. Cậu luôn đây nè. Đó. 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 Em không? Dạ. Quạt này giống như là ở lúc Covid đó nè, có cây nhà. Em mới dùng. Mới vừa mua luôn. Mới vừa mua. Em đồng thời tiêu đời. Để đại đi chị. Thì bắt cũng có một cái quạt. Mình đi du lịch, mình đi uống nước cậu, mình thắp hương hay sao anh? Dạ. Ok, sẵn mình ghé đây luôn ha. Dạ. Dạ. Thấy mộ của chú sao chị? Hả? Chú là quá đẹp quá. Quá đẹp luôn ha. Dạ. Thôi cảm ơn á. Dạ dạ. À, xe 16 chỗ của chương trình. Rồi. Chị Út là chị này phải không? Thì là chị Út là chị này rồi. Thì mình đoán lộn nhưng mà đoán cũng biết bộ. Cái ông đằng kia là anh hai. Anh hai hả? Còn cái chị nãy đùng lùng là thứ ba. Bạn Tân này Út nè. Gì hả? Này là em dâu. Cảm ơn các cô. Đó. Đó, chúc quý cô chú ông bà anh chị đi đường về Thượng Lộ Bình An gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát lộc. Dạ, bye bye cô chú anh chị. Quá quý khi mà đoàn xe của cô bác ở Bình Dương ghé thăm thắp hương cho chú Du Linh. Dạ. À, bye bye. Nhớ vô kênh YouTube Duy Minh Vlog xem nha anh chị. Chứ Rồi đi đại gia đình mình luôn nha. Chào đại gia đình mình nha. Rồi, rồi vô đây hứng gió miếng mát quá. Rồi chút xíu nữa rồi. Xíu nữa bỏ ông lại rồi. Ê bỏ là ồ gia đình đi chung vui ha quý chú anh chị. Đó. Rồi bye bye. See you again. Đó quý chú anh chị à. Quá tuyệt vời ha quý chú anh chị. Thì đó quý chú anh chị ơi, bà con cô bác đến rồi đi, đi rồi đến. Rất là nhanh, có khán giả nó mới là tới nữa heo quý chú anh chị. Khán giả nó cũng mới là tới luôn. Còn ai tới nữa đây? Có xe lơ tới nữa quý chú anh chị. Chớp 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 mắt. Ủa? 26 chỗ đổ lại nữa rồi. À. Cái này xe khác nữa. Ủa? Xe kia vừa đi, xe này đã đến luôn quý cô chú chị.
đúng rồi, xe này xe khác nữa. Ôi, một chiếc 16 chỗ mới vừa ra, tới 16 chỗ là tới nữa nghe quý cô chú anh chị. Đó, liên tiếp luôn nè ha. Xe 16 chỗ bà con 60 Đồng Nai. Chào đại gia đình ở Đồng Nai nha. Con chào cô nha. Đó. Bà Hà Hoa ở ngoài cảm ơn. Chào anh ha. Ôi ôi, xe 16 chỗ vừa đến thì bà con cô bác ở Đồng Nai đến tiếp ha. Quá quý rồi. Mình vô quý mộ chú hả anh? Đây. Chú tạo lợi đúng không? Ai ngồi xe khác. Xe y chang à, nhưng mà dành biển số khác. Xe y luôn ha. Anh cứ tưởng đâu anh theo dõi cả buổi trời luôn đó mà anh còn tưởng nó làm luôn á. Rồi thôi mời mấy anh chị vào biển cậu ha. Chào anh ha. Chào anh trai. Chào bà con mình giờ. Đó. Con đến từ Đồng Nai ha quý chú vậy. Bà con quay lại giếng nữa. Chiếc 16 kia vừa đi là tên 16 đây là vừa đến. Trực vội đến rồi vội đi. Mà chưa kết thúc được phải không? Làm sao kết thúc được khi bà con đến liên tiếp đây. Sau khi gia đình của chị Hồng Loan vừa về thì khán giả lại đến liên tiếp luôn quý cô chú anh chị. Xe 16 ở Bình Dương vừa đi thì 16 chỗ ở Đồng Nai cũng vừa đến. Rất là quý cái tình cảm của bà con cô bác đã không ngại đường xá xa xôi để đến đây để viếng mộ của chú. Đó. Chúc đại gia đình thật là nhiều sức khỏe. Giờ mình đứng lui xa ra tí xíu cho bà con cô bác để thắp hương mình nói chuyện ở đây xa không nghe ha quý chú chị. Đó. Nó có một chị gái con mắt hay liềm liềm ha quý chú chị kỳ ha, giống như kiểu buồn ngủ vậy á quý chú chị. Đó. Chị gái này nè con mắt là liềm liềm nó. Nó đôi mắt liêm nhiêm chắc rất là lạ ha. Quá đông rồi quý cô chú anh chị ơi. Bà con đi một vòng mộ của cậu Năm đó và tham quan những chú rồng quý cô chú anh chị.
xe 16 chỗ kia vừa đi là xe 16 chỗ này vừa đến luôn. Xe buýt vừa đi, xe đò vừa ghé. Anh Trăm Vòng có ý kiến gì không Trăm Vòng? Khi mà hôm nay vừa chị Hồng Loan vừa đến vừa đi thì anh có cái cảm nghĩ gì, anh có thể phát biểu một câu cho bà con cô bác được nghe không? Chắc là chị Hồng Loan hôm nay là ý mà ít nhất là anh Hoài Viên làm việc với Hoài Viên trước rồi cũng ghé mọi cô cậu để lau dọn mình thờ kia thăm ba của mình. Chắc bà con cũng nghe tin vậy, bà con cũng nên ghé lên để mà được gặp Hồng Loan, mà chắc cũng không có duyên để gặp. Đúng rồi. Bà con tiếc nuối rất là nhiều. Chắc là nghe thông tin chị Hồng Loan lên đây cho nên là bà con đến rất là đông luôn ha quý cô chú anh chị. Thì anh em mình cũng vẫn đứng đây quan sát ha quý anh chị. Ngọc thì đang trọng tâm với anh Trống Vong. Miền Tây mến yêu, yêu dòng sông yêu mái ruộng đồng. Nhiều năm vắng xa mang trong lòng hình bóng em tôi. Nhớ bối tan trường ai đứa, mình ngồi bên nhau quán xưa. Nhớ thương làm sao, tình yêu hai đứa chẳng sao hẹn thề. Ôi bao năm xa quê là bao năm em đỡ anh về. Nó chơi nhớ hoài quá quý cô chú anh chị ạ. Nhớ hoài quá, hát bản cho đỡ nhớ. Đã lâu rồi thì nó thật sự thì chia sẻ tại mộ của chú thì cũng chưa có được về thăm quê, nhưng mà càng chia sẻ thì càng có cái sự là yêu mến. Chú Vũ Linh thì không nói rồi, mình thần tượng là mình không nói rồi, mình nói khán giả đi, càng yêu mến nó khán giả hơn. Rất là quý những vị khán giả đến đây để là thắp một nén hương cho chú, thì trong lòng cảm thấy là nó rất là vui khi mà thấy những bà con cô bác nghe quý chú anh chị. Quý chú anh chị, bà con vừa đến thì bà con là gọi đi nghe quý chú anh chị. Như nè buổi trưa nè quý anh chị, quay quần bên mộ cậu. Bên ngoài thì bà con đi di chuyển qua bên đây ha. Vì mình cũng xin tiễn bà con cô bác. Bà con lên xe ha, uống một ly trà đào. Uống một ly trà đào cảm thấy như thế nào chị? Chị này có dùng thắp một nhang uống một ly trà đào cảm thấy nó ngon không anh? Anh có uống không anh? Hả? Không uống hả? Gia đình mình đi du lịch hay sao anh? Đi luôn ha. Dạ. Dạ. Cô bác mình với anh chị mình là từ đâu đến anh? Hội Nghĩa ha. Đây nè. Dạ, Hội Nghĩa ở Bình Dương mình nè. Ở dưới cũng có hai mấy cây ha. Đi chùa rồi ghé đi luôn ha. Dạ. Bà con mình chắc thuê xe đi hay sao? Đi chơi xe đi du lịch ha, hợp đồng rồi ghé đây luôn ha. Cảm ơn anh ha. Chúc cho bà con mình đi về thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn nha các bà con. Rút vậy đóng mà 16 chỗ mà anh. Video đến đây thì mình cũng xin kết thúc nha quý cô chú anh chị. Bà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like,
một đăng ký và nhớ chia sẻ để ủng hộ kênh Duy Minh, giúp kênh đưa tương tác đến tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước được xem qua màn hình ảnh nhỏ của Duy Minh. Không có điều kiện đi đến đây cũng như là mắc bạn Việt trong và ngoài nước không có điều kiện đến đây cũng như là ở nhà thì mình có thể xem qua kênh YouTube Duy Minh Vlog ha quý chú chị. Và Duy Minh xin chào và hẹn bà con ở một cái video tiếp theo ạ.